Chào mừng các bạn quay trở lại giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần điền từ vào đoạn văn của đề thi. Hãy đọc đoạn văn dưới đây và chọn từ A, B, C, D để chỉ ra cái từ đúng hoặc cái cụm từ, cái mà phù hợp tốt nhất cho mỗi cái chỗ trống được đánh số dưới đây. Rồi. Đây là điền từ đoạn văn. Để làm được thì chúng ta phải hiểu đoạn văn ha. Chúng ta sẽ đọc và dịch ra. Ông Brown, ông Jones, bà Smith và một vài những người tình nguyện khác, những người bảo vệ môi trường, thì trên một cái bãi biển rất là dơ. Hôm nay họ thì sẵn sàng gì đó, bãi biển sạch và đẹp lần nữa. Rồi bây giờ các bạn quan sát, các bạn thấy thì họ cho chúng ta là 4 từ động từ, và động từ V1 là verb in, là to, verb 1 là make này ha. Rồi có nghĩa là chúng ta cần điền chỗ này là cái verb in hay to verb. Rồi các bạn thấy chữ ready ha, nó là tính từ nha. Thì tính từ á, thì sau đó là to cộng V1, chữ ngoại trừ là chữ BG với chữ was và cộng verb in, còn chữ những tính từ còn lại cộng to verb ha. Rồi các bạn chọn câu C, bởi vì ready là tính từ. Sau khi lắng nghe hướng dẫn của ông Brown nè, họ được chia ra, họ được chia ra 3 nhóm. Ở trong chương trình lớp 10 thì có sách giáo khoa ha, chúng ta đã có cái từ divided này rồi, thì chúng ta thấy là sau divided là chúng ta dùng into, được chia ra thành 3 nhóm. Rồi divided là cứ into. Nhóm 1 cần để đi dọc theo sau là bãi biển ha, bờ biển. Rồi nhóm 2 sẽ kiểm tra cát nè, và nhóm 3 phải kiểm tra đá nè. Rác phải được đặt trong cái túi nhựa, và những cái túi này sẽ được gì đó bởi ông John. A, collected có nghĩa là gom lại, B là chọn, C là chọn, D cũng là chọn luôn. Rồi các bạn dịch ra như vậy, các bạn thấy rằng sẽ được gom lại bởi ông John. Ông ấy sẽ lấy những cái túi này đến cái bãi rác. Mỗi thành viên sẽ được cho một cái bản đồ để tìm thấy cái nơi thích hợp ha, nơi phù hợp. Họ sẽ không ăn, những cái nhóm này sẽ không ăn. Buổi trưa được cung cấp ha, được nấu nướng, được cung cấp bởi bà Smith. Cái gì đó toàn thể khu vực được làm sạch. Chúng ta có for, since, until, because, bởi vì, cho đến khi nè, từ khi nè, khoảng. Thì các bạn dịch như vậy, các bạn thấy rằng họ sẽ không ăn trưa cho đến khi bờ biển được làm sạch. Rồi tất cả họ thì rất là eager, rất là hăng hái để làm việc chăm chỉ, để mà refresh, làm tươi làm mới lại ha, cái khu vực bị hư hỏng, bị dơ giấy này. Rồi vậy là chúng ta đã xong cái phần điền từ vào đoạn văn của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Hy vọng các bạn có thêm kiến thức mới khi xem video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn.